Mua mấy miếng sườn về làm món sườn chiên nhưng mà không phải canh bếp, sợ dầu bắn hay gì cả. Sườn thì mềm chứ không hề bị khô quắt lại. Nói chung là tự cho tầm 8-9 điểm. Lần đầu chỉ thế thôi, lần sau còn cố gắng thử nhiều công thức khác. Nếu muốn đậm đà hơn thì có thể chấm thêm nước mắm chua ngọt, nhưng mà thực ra mình thấy không cần đâu. Cứ làm để ai thích chấm thì chấm thôi. Hôm nay mình bóc tỏi bị đứt tay nên là phải nhờ chồng hỗ trợ. Tưởng hết bụng rồi nhưng mà vẫn chưa đâu. Gia vị thì mình đã ghi ở trên màn hình nha. Về cơ bản thì mọi người nên nêm nếm lại trước khi ướp vì khẩu vị mỗi nhà mỗi khác á. Mình xem công thức của các bạn miền Nam nên là cũng đã phải tự bỏ đi rất là nhiều đường. Mình cho sườn vào một cái hộp để tiện xóc đều gia vị và tí nữa thì đậy nắp cất tủ lạnh trong khi chờ ướp luôn. Trong rất nhiều công thức thì mình thấy mọi người hay dùng sữa đặc hoặc sữa tươi để ướp thịt cho mềm ngon. Mình sẽ dùng sữa tươi không đường nha. Và công nhận là thành phẩm nó mềm thật đấy mọi người ạ. Sau khi ướp ít nhất là 1 tiếng thì mình sẽ cho vào khay của nồi chiên không dầu hơi nước, chọn một chế độ mình chưa thử bao giờ đó là chiên hơi nước. Áp dụng luôn một chương trình cài đặt sẵn dành cho sườn heo. Ai dùng nồi chiên bình thường thì chọn 190 độ trong 18 phút nha. Mình thấy có vẻ chiên hơi nước thì khiến thịt mềm và mọng nước hơn nhiều so với chiên không dầu bình thường á. Lần sau mình cũng sẽ thử tiếp các món khác xem sao. Mình là Linh và mình không tính calo. Cảm ơn bạn đã xem video.